hợp thì sao bạn? Dạ, ngoại hình thì đừng lùn quá mà đừng mập quá, đừng mỡ quá. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. À, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên cạnh sắp ra. À, sắp ra. Bạn tên là gì? Em là Châu Thanh Hiếu ạ. Châu Thanh Trì. Châu Thanh Hiếu. Làm nghề gì? Em giáo viên ạ. Giáo viên. Trước khi em làm giáo viên ở trường thì em là nghề thủy thủ tàu Vĩnh Dương. Ừ, thủy thủ. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Rồi, chào bạn. Rực rỡ quá, bạn giới thiệu về mình đi. À, em tên Mai. Xin chào bạn nam bên kia, bạn Nguyễn Linh cùng các bạn ạ. À, em làm ở lĩnh vực ngân hàng ạ. À, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Sở trường của em thì em nhiệt tình, hòa đồng, chân thành và dễ làm quen với mọi người. Dễ gần nhưng mà mình khó mở lòng với người khác. Bạn cần điều gì để bạn mở lòng? Cần người đó phải có sự chân thành và kiên trì. Chân thành, kiên trì. Dạ. Bên đây giáo viên chắc có. Dạ, có sự chân thành và sự kiên trì. Còn yêu cầu gì nữa nói luôn đi bạn. Thì cao 1m6 đổ lên. Khỏe. Rồi. Không hô và không bụng bia. Không hô và không bụng bia, cái này hơi căng à. Để đó, chút qua kiểm tra. Rồi về tính tình. Tính tình thì cầu thị, cầu tiến và điềm đạm. Biết cách khơi gợi trong quá trình mình nói chuyện với người khác. Được không thầy giáo? Dạ, cũng tạm tạm được cái này. Tạm tạm hả? Dạ. Thôi mình có yêu cầu gì bạn gái không? Dạ, về yêu cầu gì với bạn gái thì bạn nữ thì thông minh, nói vừa và đủ hiểu thôi. Chứ nói mà nói nhiều quá thì em cũng sợ. Bạn nói ít thì phải nhờ người bạn nói nhiều chứ. Dạ, em nói vừa thôi anh. Quan điểm của em thì cuộc sống thì cần phải có sự hy sinh. Về ngoại hình thì sao bạn? Dạ, ngoại hình thì đừng lùn quá mà đừng mập quá, đừng mỡ quá thôi. Nó mụn mỉm, phụ nữ mụn mỉm dễ thương. Dạ, mà có da có thịt thôi được anh ạ. Rồi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. 29 mà chưa? Dạ chưa. À, trong trắng trinh nguyên luôn nha. Gia đình có hối thúc gì không? Thực ra thì cũng không. Thà chậm nhưng mà nó chọn đúng người còn hơn vội mà chọn sai. Mình có năng khiếu gì không? Ca thì cũng tạm được. Cái bài Em Về Tinh Khôi của bạn Kiều. Bờ vai anh đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi bụi chiều thơm ngát. Làn môi anh đừng quá rung rung, lỡ tia nắng hồng tàn mật. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu chân thành mê say. Xin cho ta một khắp reo cao vui cùng em. Em Về Tinh Khôi. Bạn hát rất đúng là tinh khôi. À, bạn là thầy giáo đúng không? Dạ. Rồi có hay bị sinh viên nữ tấn công mình không? Dạ, cái này thì hay bị nhiều ạ. Nhưng mà em không có quan lăng nhăng với đặc biệt là với sinh viên. Ừ, dạ. Tại sao nhiều sinh viên dễ thương lắm mà? Dạ, dễ thương thì dễ thương nhưng mà cái tính của mình, quan điểm của mình sống nó khác đúng khác, không? Dạ. À, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Có thể là không mà có thể là có. Bởi vì có những người mà em thích á, thì lại cuối cùng không được. Nhưng mà những người nào không thích thì họ lại thích mình. Nghĩa là chưa gặp đối tượng nào hết? Em chưa gặp đối tượng ưng ý. Giống như bên kia, bạn dạy môn gì? Dạ, em bên chuyên ngành bên hàng hải luôn ạ. Máy móc động cơ cho ngành tàu biển. Tức là lắp ráp hay sửa chữa? Dạ, vận hành khai thác và bảo trì các trang thiết bị về tàu biển. Nhưng mà nhà cửa có ổn định chưa? Nhà thì cũng định mua, đang định mua. Định mua ha? Dạ. Đang, mua liền đang, được. Đang tìm. Đang tìm đúng không? Dạ. Là có chút chút rồi chuẩn bị mua hả? Thì cái đây làm lâu năm rồi mà. À, thêm người kia Hùng nữa đủ luôn đúng không? Dạ không, nhất một mình cũng đủ luôn. À, vậy tốt rồi. Tốt. À, mình có đi rồi. Hôm nay mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có hai người bạn thân ở phía dưới. Rồi, chào hai bạn. Hai bạn thấy bạn nam bên kia có phù hợp với bên này không? Dạ, chiều cao thì em thấy đạt yêu cầu. Rồi. Cao hơn 1m6. Còn về tính tình thấy cũng có điềm đạm. Thì thôi mình cũng được đó Mai. Bạn cái bên thấy được không? Em thấy ngoại hình thì cũng hợp với Mai. Nhưng mà tính tình thì Mai nó sôi nổi hơn. Bạn này thì trầm quá. Vậy được chứ đúng không? Trầm và chững chạc lắm mà thầy giáo à. Cảm ơn em. Trước khi tôi qua xem mặt bên kia, bạn không thích điều gì ở bạn gái? Nói luôn cho bạn nghe kia nghe luôn. Dạ không thích bạn gái tóc tay thì xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà xanh đỏ tím vàng nhiều khi ta làm thời trang cho nó đẹp làm sao?
Em cũng không thích lắm cái việc cái màu mè quá, nó lai lạc quá, nó vừa thôi. Ví dụ màu tím rì im trên đầu hết được không? Nó màu tối tối thì được, cái gì đâu, đừng có màu nổi quá. Nên qua mình hỏi bạn bên đây nha. Chào bạn. Bên kia không thích màu rực rỡ, màu đỏ hay màu cam vậy? Dạ, màu cam đỏ. Cam đỏ. Cam đỏ luôn. Nãy giờ nghe cảm giác bạn bên kia thì sao? Cũng điềm đạm, thầy giáo thì phải điềm đạm ra. Đúng rồi. Dạ. Có rủ bạn về Cà Mau không? Dạ có gì sẽ mời anh và chị Cát Tường về cùng. Được rồi. Cái hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là như thế nào? Có đặt ra tiêu chuẩn giống ai hay gì không? Thật ra thì em cũng không có thần tượng ai. Cao không, và không hô và không bụng bia là được. Rồi. Cao không hô không bụng bia. Em chào chị Tường đẹp gái. Cao mét nhiêu? Dạ hơn mấy sáu rồi. Không hô không bụng bia. Có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ em giảm được mấy ký rồi chị. Dạ anh chi vậy? Dạ giảm cho đi đứng nó gọn gàng, nó nhanh nhặn tí, to không. Quá nó chậm chạp. Đàn ông thanh niên phải mập mạp bự bự một chút. Bạn có hình mẫu lý tưởng bạn gái mình là người như thế nào không? Dạ em thì không có hình mẫu lý tưởng nào cả, nhưng mà mỗi người mỗi quan điểm riêng, mỗi cái đặc trưng riêng, mỗi cái hay riêng. Bên đây được hết, chỉ có cái cam đỏ thôi. Ổn không? Dạ cũng được. Phải quá ông ơi. Khỏe re. Thôi kéo màn lên, gặp nhau luôn. Quan trọng là mình tiến tới được hôn nhân. Dạ. Ta có khả năng mua nhà, kinh tế ổn định. Dạ. Nha. Dạ. Chào bạn. Dạ, chào. Màu rực rỡ không? Bạn đầu tiên cảm nhận về mình như thế nào? Anh điềm đạm và cũng thân thiện. Nhưng mà trước khi là chắc có món quà nhỏ tặng anh đặc biệt làm quen. Xin gửi anh một món quà. Mình cảm ơn bạn. Dạ. Bạn cho mình hỏi là quan điểm sống của bạn về gia đình bố mẹ như thế nào? Theo Mai nghĩ là cần có sự tức là chúng ta phải bớt cái tôi đi một chút và sống dung hòa, thì đặt lợi ích của tập gia đình lên trên hết và có sự san sẻ. Tại vì nếu mà bản thân mình sống đôi khi mình cũng không phù hợp hết với mọi người, mình phải bớt cái tôi đi một chút thì để giao hòa lợi ích thì cuộc sống gia đình nó mới ổn thỏa được. Quan điểm của mình thì đối với bố mẹ thì mình rất là thích bố mẹ ở với mình. Có thể bố mẹ vợ hoặc bố mẹ của ruột của mình ở mình và ở cùng chung thì mình rất là vui. Mình rất là thích nhà gia đình có bố mẹ, có người lớn, có trẻ nhỏ, nó vui hơn. Mai nghĩ là mình đi làm rồi, ở nhà thì có ba mẹ phụ rất là tốt. Và cuộc sống thì ví dụ như khi về thì đoàn tụ mà ăn cơm chung thì cũng rất là vui. Thì thôi để Mai cũng hỏi lại anh Hiếu một chút. Tức là mình đã từng làm thủy thủ đi biển. Thì những cái trải nghiệm nào theo anh thích? Những cái ký ức nào có ai với anh là khi anh đi biển anh thích nhất? Có những ký ức đi biển ví dụ như đối mặt với sóng gió ở trên biển khơi thì rất là sợ nhưng mà rất là thích. Mai thì Mai không có biết bơi, mặc dù là sống ở vùng biển nhưng mà Mai cũng rất thích đi biển và cũng rất là thích ngắm biển hoặc là đi du lịch. Và cũng đặc biệt là nếu mà có dịp thì mình có một chiếc du thuyền, mình sẽ đi đồng quanh đâu đó cũng rất là vui. Tặng quà gì vậy bạn? Bạn Nam mời có quà đó coi. Wow, đó là bên ngành nghề của mình luôn ạ. Dạ. Ủa sao biết mà hay vậy? Ủa tại sao bạn lại tặng chiếc thuyền đi biển cho người tham gia chương trình mong muốn hẹn hò hôm nay? Em chúc là anh những cái khát vọng cũng như là những cái hoài bão của anh luôn được thành công. Cũng giống như những chiếc thuyền nó luôn cùng với những cánh buồm luôn vươn xa và chinh phục biển cả. Bạn cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Em không ngờ có sự trùng hợp mà đến như vậy ạ. Hình như có một chút gì đó nhân duyên ở đây rồi đúng không? Mình hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn nữa. Về ngoại hình bạn thì hơn mình mong muốn. Tức là xấu hơn mong muốn hay đẹp hơn mong muốn? Đẹp hơn mong muốn ạ. Đẹp hơn mong muốn. Có ai xấu mà mong muốn đâu trời. Thì nói thân mình mong muốn nhưng mà rất tưởng tượng chắc xấu lắm. Đúng rồi, bạn gái hồi đúng đó chứ. Nhiều khi con tưởng tượng biết bạn nói xấu cái nào ta. Gặp mở ra trời ơi, xấu hơn mong muốn. Cảm nhận của bạn nữ về bạn nam? Thấy ổn chị. Ổn là ổn sao, cụ thể? Ngoại hình ổn và tính cách cũng điềm đạm. Như vậy là được. Bạn nữ có nhìn kỹ không? Đúng đồng tiền rất là đẹp ạ, dễ thương ạ. Cảm ơn anh. Giống chị Cát Tường. Ủa mấy chị Cát Tường đẹp lắm hả? Dạ chị Cát Tường rất là dễ thương ạ. Mình hy vọng thời gian còn dài và chúng ta hãy tạo điều kiện cho bạn và cũng chính là tạo điều kiện cho mình để mà tiếp tục tìm hiểu tiếp theo. Cảm ơn anh. Rồi, hết giờ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời bạn để tay vào nút bấm. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
có chở ta về kịp tối nay. Ba. Cái gì vậy? Hai. Một. Hết thời gian. Mà bà phiền đi. Ủa là sao? Sao mà ta mới đếm có ba cái là đầu mới bấm quá. Có hai à. Nôn quá hả bạn? Không phải, tại em tưởng ba là hết. Anh cũng chơi ngược nữa, người ta 1, 2, 3, anh chơi cái 3. Đó, em không biết. Mình nắm tay nhau cảm nhận cái đi. Hôn nhau được không? Dạ, để khi khác vậy. Hai người đồng thanh trả lời luôn vậy. Cảm nhận như thế nào? Dạ, bạn nữ rất là mát, tay mát rồi. Làm như máy lạnh vậy mát. Đó giờ tôi nghe một là nóng, hai là lạnh. Cái tay, mát. Tay như máy lạnh vậy đó. Này, cái này mới máy lạnh nè, nghe mát lắm. Sao mát Y5. Nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúng ta nắm tay đi xuống. Đoàn có ở trường gì? Hòa Đồng tốt bụng, mê trai đẹp. Ở trường hiền lành tốt bụng. Không không, sở trường mê trai đẹp. Công nhận là có những cái chuyện người ta gọi là thần giao cách cảm cũng hay ghê. Đúng rồi. Hả? Đâu có biết anh này làm thủy thủ không, đâu. Mà tự nhiên tặng chiếc thuyền. À. Thôi, nhân duyên là như vậy ha, có duyên rồi. Và bây giờ ta đến với cặp đôi thứ hai xem họ có nhân duyên để mà kết nối với nhau trong ngày hôm nay hay không. Hạ màn. Mời bạn nữ. Chào Cát Tường ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Quản Thị Loan ạ. Hả? Quản Thị Loan. Làm công việc gì? Em làm kế toán. Kế toán. Mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và các bạn. Mời bạn ngồi. Fan đi theo đông dữ. Nay bộ cả nhà đi đông lắm sao? Em tên là Huỳnh Văn Quý, 25 tuổi, hiện là chuyên viên tài chính. Một bên là kế toán, bên chuyên viên tài chính có hợp lý nhau rồi đó. Quê đâu? Dạ, quê ở Tiền Giang. Làm ở đâu? Dạ, làm ở đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Bây giờ lấy vợ về quê hay là ở đây? Dạ, ở đây. Đẹp trai vậy ha, chắc nhiều người yêu lắm hả? Ế giờ không có ế đâu. Cũng có nhiều mối tình lắm nè, khai thiệt đi. À, em có hai mối tình. Thấy chưa? Mối đầu tiên là mấy năm? Dạ, mối đầu tiên là một năm mấy. Mối thứ hai? Dạ gần năm. Rồi mối thứ ba? Dạ chưa có. Nếu có? Nó có là chắc trọn đời. À, nhất quá tao nữa. Đoàn có sở trường gì? Hòa Đồng tốt bụng, mê trai đẹp, thích nấu ăn. Sở trường hiền lành tốt bụng. Không không, sở trường mê trai đẹp. Em thấy trai đẹp là tim em đứng rồi. Đang làm việc cái gì thấy trai đẹp vào là công ty rầm rộ gọi tên em thôi chứ không cần kiếm ai. Sở trường em giống chị Cát Tường á. Thấy trai đẹp là công ty gọi tên em. Dạ. Ở đó giờ cua được ai không? Cua thì cua thôi, nhưng mà mình không có cảm tình chị. Thì mình làm sao mình dành tình cảm cho họ được. À, đẹp đẹp coi cho vui mắt vậy thôi đúng không? Rồi. Ba đuổi đó mà có gì đâu mà mê gì trời. Có gì đâu. Nhưng mà thật sự mối tình thì có được bao nhiêu mối tình rồi? À, từ năm 19 đến năm 22 thì em 5 mối tình. 5 mối tình? Mấy mối? 5. Trời, mối đầu tiên mấy tuổi? 19 tuổi anh. 19 tuổi biết yêu rồi? Dạ. Rồi cái mối mà thứ năm đó là hồi nào? Năm 22 tuổi, chia tay 3 năm rồi anh. Ủa chị kỳ vậy? Từ 22 quen nhau có chút rồi hả? Dạ, quen nhau 2 tháng rồi. Có mối tình nào sâu sắc, có kéo dài dài không? Mối đầu tiên luôn. Mối đầu tiên, bao lâu? 6 tháng. Rồi định mối này mấy tháng? Chắc là nếu mà quen cảm thấy hợp thì tiến tới hôn nhân luôn đấy. Chứ đừng quen có 2-3 tháng bỏ người ta cho tội nghiệp nha. Đâu có. Đàn ông tội lắm, bỏ đàn ông tội nghiệp lắm. Kêu mấy tháng không à. Mấy tháng không à. Tính bằng tháng, không tính bằng năm. Cái khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em hả? Sợ ma, sợ rắn, sợ chết. Và có một chút máu khùng khùng trong người đó chị. Có một chút máu khùng khùng trong người bên kia nghe không? Máu khùng là khùng sao? À, khi em buồn á, em thích cắn nè, nhéo nè, đá người tôi khác. Thôi thôi, ghê vậy. Cắn. Cắn nhéo được rồi, phụ nữ mà đá là đá làm sao nữa? Thì chưa đủ cơn tức giận thì mình đá họ thôi. Hồi đó giờ đá nhiều người chưa? Nhiều lắm rồi. Đá 5 thằng rồi đó. Đâu có. Hồi đó giờ có bị ai nhắc nhéo đá chưa? Dạ chưa. Cái này bị nè. Mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là người như thế nào? Thứ nhất là tuổi tác. Sinh năm 84, 86, 87, 90. Gì tùm lum vậy, có coi tuổi nữa hả? Có chị.
Điều nào không thích ở người bạn trai? Gia trưởng không tôn trọng bạn gái, không quan tâm chăm sóc gia đình. Vậy thôi, cũng đơn giản quá ha. Được. Nè nè nè. Trời, gì? Trời ơi, đẹp trai quá. Dễ thương quá. 25 tuổi hả? Dạ. Sao giống 20 vậy? Cũng mấy lần bị trục xuất rồi đó. Nè nè. Dạ. Có cái chiêu nào trị lại mấy cái chiêu cắn nhéo đá không? Dạ, nhốt phòng đóng cửa lại. Ủa? Trời ơi, còn chết nữa. Vô phòng đóng là còn chết nữa. Không, nhốt nhỏ kia mình hà. Nhốt mình hả? Dạ. Nhốt mình bỏ chạy. Nhốt tắt đèn nhốt hai đứa. Thích mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái của em á là em ưu tiên hàng đầu là vấn đề về gia đình. Có một người bạn gái lo gia đình á thì sẽ về vấn đề mẹ chồng nàng dâu tốt hơn. Cái thứ hai nữa là về bạn gái phải có chút xíu về khiếu về kinh tế. Và thứ ba là bạn gái phải vui vẻ, dễ giao tiếp chứ không có khó gần hoặc khó giao tiếp. Bên đây thì vui vẻ lắm luôn, vui quá luôn, quá vui luôn. Khùng khùng chút được không? Đó, này có tính bớt khùng lên. Hơi khùng á. Em thích dịu dàng hơn. Hả? Dạ. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Dạ, điểm không thích đó, thứ nhất đó là các tệ nạn. Vì cái thứ hai nữa là người bạn gái đó phải có đặt lòng tin vào người bạn trai mình. Tại vì có nhiều bạn gái ghen tuông quá hoặc là đặt lòng tin không cao vô bạn trai á, thì cái chuyện đã tan vỡ tình cảm rất là cao. Rồi để chị nghiên cứu bên đây thấy như chưa ổn lắm. Nè, làm dâu được không? Làm dâu chuyện nhỏ thôi chị. Hôm nay em đi có ai theo ủng hộ không? Dạ, em đi có chị gái sinh đôi với các bạn và đồng nghiệp công ty em ạ. Chị gái sinh đôi? Chị gái sinh đôi. Ủa sao hơi khác nhau vậy? Sinh đôi đâu có giống gì nhau đâu trời. Chào em. Em chào chị, em chào anh Quỳnh Linh. Chị gái sinh đôi sao có cái ấy rồi mà em gái chưa có? Thấy bạn trai bên đó như thế nào? Nhìn được, hình lành, chững chạc. Em gái em thì sôi nổi, anh này chững chạc vậy phù hợp. Ủa mà chị nó nghe là em giận chồng em có đá không? Em với chồng em thì sống hạnh phúc lắm, vì vậy không có chuyện đá. Sao hai chị em sinh đôi mà không cô em không giống cô chị vậy? Sao mà bạo lực vậy? Tại sinh đôi chắc khác trứng đó chị. Cô trứng thì giống. Dù này khác trứng chắc rồi. Rồi cảm ơn em. Bây giờ chưa thấy mặt nhưng mà em nhìn chị sinh đôi ở dưới. Rồi nãy giờ nghe bên đây nói chuyện em hình dung bạn gái bên này như thế nào? Em đoán thử coi được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chuẩn của em. Y chang vậy đó. Về tiêu chuẩn ngoại hình á thì do bạn này có cái bụng rồi nên không có đoán được. Rồi về bề ngoài thì em thấy là khá đẹp chị. Tính cách á thì bạn thật sự là lanh hơn, sôi nổi hơn em, thì đó cũng là một cái ưu điểm lấp đi khuyết điểm của em. Chị cảm thấy người bên cạnh em có hợp với em không chị? Chị thấy ngoại hình là cỡ 90% hợp với người trong mỏng của em á. Còn nội hình là đẹp thì trai sao? Hả? Nội hình thì không biết anh. Phải để cho em nó khám phá. Đoán nội hình nữa. Ủa mà em người trong mộng của bạn em là sao? Đẹp trai, đeo mắt kính chị. Rồi chúng ta kéo mặt. Cho hai bên nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mình bạn cảm nhận thấy thế nào? Sau mỗi ngày, rất là nhiều ngày chờ đợi cũng không có thất vọng. Mình có một câu hỏi muốn hỏi bạn. Nếu một trường hợp mà mẹ chồng và nàng dâu hai người cùng dớt xuống sông đều không biết bơi thì bạn sẽ cứu ai? Thì trước tiên mình cứu mẹ trước. Rồi, cái này mình duyệt. Mình sẽ cùng với bạn kia đi theo con dòng sông. Rồi. Cứu mẹ thì cơ hội kia không còn để cứu bạn đâu. Không, nhưng mà mình luôn ủng hộ bạn sẽ cứu mẹ chứ. Không, mà cứu mẹ xong là được rồi, còn sao nữa? Nhảy theo bạn gái luôn chị. Chi vậy? Chứ giờ cứu mẹ rồi ở lại sống một mình chị. Cứu mẹ xong bỏ mẹ sống mình. Câu này sách vở lắm rồi. Cái câu trả lời là gì? Cứu mẹ xong rồi nhảy theo người yêu, chết cho người yêu luôn á. Chứ vậy trời. Câu này là sách vở. Mà tôi á, là tôi trả lời là cứu mẹ rồi cứu vợ lượt luôn. Cứu được không anh? Được. Tôi á là tôi trả lời á, tôi cứu ai gần tôi nhất. Đúng không quý vị? Vỗ tay. Không lẽ mình đang đứng đây mẹ mang tốt đó, vợ đứng đây đạp vợ ra qua đây cứu mẹ. Không lẽ vậy? Phải không? Không, cái này tôi bảo vệ quan điểm của bạn trai là cứu mẹ trước. Cho dù mẹ xa gì đó, ưu tiên mẹ trước. Đúng không? Nhưng mẹ mình già yếu rồi, vậy cứu mẹ trước. Cảm ơn bạn. Bạn đó, được hay? Theo bạn thì trong chuyện tình cảm và niềm tin thì bạn đặt cái nào lên hàng đầu? Niềm tin. Cùng ý kiến của mình. Bạn có biết sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình? Đang trong thời gian này mình sẽ sắp xếp 3 thứ lại: công việc, gia đình và tình cảm. Tại vì đến giai đoạn này là giai đoạn cũng bắt đầu bước vào tình cảm. Định hướng của mình á là trước năm 29 tuổi mình có gia đình. Thì không biết là bạn có
định hướng là sớm hơn hay là như thế nào không? Mình thì quen có thể quen từ cỡ một năm. Một năm là mình có thể kết hôn. Đúng rồi, phải năm trở lên chứ mấy tháng là không được đâu á. Thì bạn rất có nhiều về tình trường, tới năm mối tình trải qua là những tình trường đó bạn đến và kết thúc á, vì sự cố hay là vì vấn đề về gia đình? Tại vì mình rất ngại về vấn đề là chia tay về gia đình. Không, mình năm mối tình đó thì mình kết thúc là do cái niềm tin của mình không còn đối với người kia. Nó nghe là xí xí, không lẽ giờ hai bạn yêu nhau mà cứ bạn bạn mình hoài, bạn bạn tối nay đi ăn cà rem không bạn? Anh sinh năm 90. Đó, thấy chưa? 91. Thì em sinh năm 91. Đó, thấy chưa? Bạn bạn cho mình hung cái đi bạn. Cho mình hỏi bạn có khiếu về kinh tế không, kinh doanh không? Mình rất thích kinh doanh. Sau này mình có thể nếu mà kinh tế mình vẫn thì mình có thể mở một cái cửa hàng sữa để buôn bán. Mình đang cần một người để quản lý cái cửa hàng của mình. Cửa hàng gì? Cửa hàng gì? Cửa hàng gì vậy? Mình cửa hàng về gạo. Gạo hả? Kệ gạo, sữa, đường, nước cũng được. Mình hãy tỏ tình với nhau một câu. Mình rất thích cái đồng tiền của bạn. Vậy hả? Vậy thì sau cuộc này mình hẹn hò là bạn sẽ có cái đồng tiền hả? Hết thời gian. Anh nghĩ rằng cô gái rất là vui, nói khùng khùng, trong ngoặc kép thôi, nhưng rất là thông minh đấy. Suy nghĩ thật kỹ, xem mình có bấm nút hay không nha. Một. Hai. Đẹp trai, đẹp gái. Ba. Chúc mừng hai bạn nha. Và một món quà đầu tiên dành gửi tặng hai bạn đó là cặp loa Soundmark E5. Nghe nhạc về tình yêu các bạn nha. Những chiếc vé xem phim. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận... Tay hơi lạnh nha. Tay em hơi nhỏ nha. Hy vọng rằng mình cũng giống nhanh giống chị. Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Điểm mạnh con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. Mập gầy đều được hết, ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy như bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Chào chú Kinh Linh ạ. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Kinh Linh ạ. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào nhà bạn gái ạ. Con tên là Vũ Minh Khoa. Hôm nay con 28 tuổi. Sinh ra tại Kiên Giang ạ. Hiện tại công việc là kỹ sư công nghệ thông tin. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Khoa làm ở quận mấy? Dạ, con đang làm ở quận 2 ạ. Trời, bên mình giới thiệu đi con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh Khoa. Em tên là Dương Thị Liễu Như, năm nay 26 tuổi, quê ở Kiên Giang. Hiện tại đang làm việc tại hội sở của một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy con? Dạ, hiện tại con đang sống ở quận 2 ạ. Trời đất ơi, sao hai đứa đồng điệu vậy trời. Quá hợp lý. Rồi con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Về điểm yếu của con á thì bản thân con thấy là mình không có phù hợp làm những cái công việc mà cần sự tỉ mỉ, khéo léo á. Có thể vẽ đó, chuột thì ra chuột nhưng mà không có đẹp cho lắm. Con thấy cái điểm yếu nó cũng khó khắc phục lắm, cũng cố gắng rồi nhưng mà thôi chấp nhận. Con có cái gọi là gì? Cái sở thích hay là cái đam mê gì không? Cuối tuần mà con hẹn được với bạn bè hay lên kế hoạch thì con hay đi leo núi. Nên thường mấy anh chị ở công ty cứ la con, tại vì mỗi lần mà cứ leo núi xong thì sáng thứ hai lên lại cứ lết. Nhưng mà vẫn cứ leo, tại vì mình thấy thích. Làm cái gì mà đổ mồ hôi, vận động này nọ thì thấy thích là con. Thích đúng không? Rồi bạn Nam ơi, điểm mạnh điểm yếu của con là gì, nói cho bên nhà gái nghe. Điểm mạnh con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Cũng có thể. Nhiều khi ít nói người ta thương nhiều ha, người ta nói ôi trời này hiền quá. Chú ơi, con cũng muốn nói là tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn Nam ít nói cũng là điểm mạnh. Dạ. Rồi gì nữa con? Con không có hút thuốc, không có cờ bạc, có thể phụ giúp được nấu ăn. Điểm yếu con là nói hơi nhanh, có thể là không rõ từ lắm. Điểm mạnh là ít nói, điểm yếu là nói hơi nhanh. Hai cái này nó có liên quan đó nha. Con nó từng nặng tới khoảng tới 121 kg rồi. Sau đó thì do nặng quá nên con cố gắng tập thể dục thì đã giảm xuống được dưới 100 kg. Rồi giỏi vậy ta. Sao?
sao? Bên nhà trai 120 mấy ký, ta xuống 100 ký rồi đó. Coi coi mình có xuống được thì xuống một ít đi. Ủa nhưng mà xuống xuống đều chứ, đúng không? Ở bên đó là có một người xuống được, một người không xuống được. Thì cũng đừng nói gì tới bên tôi nha. Đáng lắm mọi người. Mai mốt mà cứ gây lộn nhau hoài nó không có hạp. Khổ tâm thiệt luôn á con. Cô cũng buồn lắm. Bạn đó có ý chí nha con. Dạ. Nha, giảm cân được là cực kỳ có ý chí luôn. Dạ, thôi bây giờ để sẵn cô hỏi cái đường tình duyên của bạn nha. Cưng ơi, cái đường tình duyên của con sao nè? Dạ, con có từng có một mối tình ạ. Bạn gái này là em gái bạn thân con học hồi cấp 3. Ừ. À, sau một thời gian yêu đương thì con không tạo được cảm giác yêu thương bạn. Ừ. Nên đã chia tay và bạn đã lấy chồng ạ. Khoảng 2 năm rồi cô. Con ơi, đã 2 năm ta ở không rồi đó. Đường tình duyên của mình sao? Con thì trước nay cũng có một vài bạn nam cũng tỏ ý nhưng mà con... mấy bạn chưa đem lại sự tin tưởng cho con nên 26 năm qua con vẫn độc thân. Con vẫn độc thân và con chưa yêu ai hết. Dạ. Hồi hộp không? Có. Nghe cái mất hồn liền đúng không? Cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền đúng không? Dạ. Thì giờ con suy nghĩ đi, cái mẫu bạn gái của con là như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái con thì con không có quan trọng lắm về ngoại hình ạ. Cũng đừng cao quá, tầm khoảng cỡ 1m68 đổ xuống được rồi ạ. À, 1m68 đổ xuống là cao lắm rồi đó con. Cô 1m67 nè mà muốn cao hơn chú Linh á. Đừng cao quá, đừng mập quá. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. À, yeah. Mập gầy đều được hết. Ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh à. Hồi nãy người ta nói rồi đó, là bên đây con ít nói mà người ta nói nhiều, thành ra người ta cảm thấy là người ta thích thú cái điều đó đó, hiểu không? Con thấy là... sửa lại xíu đi. Để con thấy là nếu mà bạn nói nhiều một chút thì con thấy là cũng vui vẻ được nhà đó. Vui vẻ được đúng không? Yeah. Con cũng thấy vậy. Nói nhiều rồi. Vui vẻ mà con. Cho tôi xem mặt đàn gái. Nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha, tôi nói cho ông biết à. Đẹp mà đẹp đều một cặp luôn à, tôi nói cho ông biết. Nhà trai cũng đẹp trai. Xin chào chú. Rồi, chào con. Dạ. Đúng là xinh gái. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con không có đòi hỏi nhiều về vấn đề ngoại hình hay gì. Nhưng mà con mong tìm một người á, kiểu điềm đạm trưởng thành, có hiểu biết. Những bạn mà trong cái quá trình làm việc mà tập trung làm việc á, con nhìn thấy đẹp. Vậy thôi ha. Dạ. Tập trung làm việc là đẹp. Dạ đúng rồi. Rồi không thích điều gì ở đàn ông? Dạ không thích thì sự gia trưởng áp đặt ạ. Áp đặt? Không thích gia trưởng áp đặt. Bên đó có gia trưởng không vậy con? Dạ không, con đây là không có gia trưởng. Này có gia thịt thôi. Nè bây giờ người ta có người yêu, người ta sẽ xuống thêm 20 ký nữa, tôi nói cho ông biết. Còn có một cái con người đó cứ ước cứ cầu, trời ơi làm sao mà Linh xuống được 8 ký hả Vân? Mà ăn lạnh mất với sầu riêng không mà làm sao mà xuống? Còn chút chịu chị chú bí quyết xuống nha. Chú xuống 20 ký cho người kia biết mặt. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè bà mối. Nhà bà mối đi với ai nè? Đi với ai con? Dạ hôm nay em đến chương trình với mấy chị đồng nghiệp, các bạn và đặc biệt là sếp em có dành thời gian để đến tham gia với em ạ. Chào sếp. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, bạn Khoa và tất cả khán giả trong trường quay. Thật ra thì tôi rất là vui khi mà ngồi ở cái chương trình này, bởi vì thật ra đây là chương trình mà tôi rất là yêu thích trong cơ quan và tất cả mọi người. Như là một cô bé mà rất là dễ thương, dễ mến, thì trong công việc như là một cái bạn mà rất là nhiệt tình và trách nhiệm. Về cái bạn Khoa nhìn rất là hiền, phúc hậu và cái tính cách chị thì chị thấy là rất hợp với bé Như. Và chị hy vọng rằng hai em sẽ cho một cái cơ hội để các em có thể chia sẻ, nương tựa và có thể là cùng nắm tay nhau để đi được cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn chị. Thầy, cảm ơn sếp. Sếp nói rất là hay luôn á. Em trai đi với ai đây? Dạ hôm nay con đi với công ty và sếp của con cũng công ty luôn. Sếp luôn hả? Sếp luôn, trời dạ. Ơi xin kính chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Sếp khỏe dưới rồi. Dạ, Khoa thì thật ra nó rất là hiền. Nói chung là khi mà nó báo được là đăng ký casting và tham gia chương trình á, thì anh em trong công ty rất là vui, rất là hào hứng và xúm xích nhau chuẩn bị cho nó là hướng dẫn đi hớt tóc, mua quần áo mà thì còn mua quà rồi các kiểu, rồi thậm chí là giờ mình đặt tên con là gì giờ ta. Quan tâm tới mức vậy luôn. Rất là quan tâm. Nhưng mà sếp thấy hợp không? Sếp thấy hợp không? Hợp, dạ rất là hợp. Xin không? Dạ xin. Rồi vậy là ok đó. Thì người ta cũng có nói là ai cũng có một nửa của mình đang chờ đợi ở đâu đó. Khi mà mình ế thì cũng có đứa nó đang ế như ta. Anh hy vọng là hai em đang là hai cái mảnh ghép đang chờ đợi nhau. Gia đình thương nhau quá. Sếp là thương nhân viên quá nhiều luôn, cả hai luôn á. Đúng rồi. Mở rào đi. Mở rào. Yes. Mở rào. Bắt đầu chuyện của hai đứa trẻ đó. Cứ thoải mái nha. Xem không gian này là của mình. Chào anh ạ. À dạ rồi. Cảm ơn anh ạ.
đến chương trình hôm nay em có một cuốn sách tặng anh. Em đọc thì em thấy hay nên em muốn chia sẻ và hy vọng rằng anh thích cuốn sách này. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn cứ trò chuyện đi. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào? Không biết là bình thường anh Khoa rảnh thì anh Khoa thích làm gì nhất với anh Khoa? Dạ, thì tại mình thì thích đọc sách. À. Đọc sách và truyện tranh. Dạ. Nhạc hoặc là cuối tuần rảnh rảnh thì mình lấy xe máy mình chạy nhông nhông chung quanh. Dạ, thì em cũng đọc sách nè, xem phim. Nhưng mà thường thì em thích kiểu đi đây đi đó hơn. Nên cuối tuần mà nếu sắp xếp mà thấy rảnh được thì em thích đi vòng vòng gần gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Hoặc là đi xa hơn như Vũng Tàu hoặc là những tỉnh như Tây Ninh, Tiền Giang đồ. Anh Khoa có suy nghĩ gì về khi lần đầu tiên gặp em? Dạ, tại bạn này rất là xinh, hiền. Đối với mình thì bạn rất là tuyệt. Cảm ơn anh. Nên nói đây mình xin tặng một bài thơ cho bạn. Dạ. Tại mình mới viết nên chưa thuộc lắm nên mọi người thông cảm. Dạ. Tức là cái bài đó Khoa làm luôn hả? Dạ, có sự giúp đỡ của mấy anh em trong công ty nữa. À. Má xem bạn muốn hẹn hò thì thầm má hỏi hẹn hò đi con. Nghĩ mình thấy cũng ngon ngon, thử đi lên sóng coi còn gặp may. Chèo em cô gái tương lai, chèo em cô gái ngày mai hẹn hò. Tuy là anh béo nhưng do anh bụng tốt bụng to hơn người. Anh hiền chân thật hay cười, em về anh hứa giảm 10 kg. Tụi mình lên sóng chung sâu, cũng là duyên số cặp bồ với nhau. Anh thì không ước mơ cao, nết na hiền hậu háo háo mẹ hiền. Chẳng cần em đẹp như tiên, chỉ cần em thích trai hiền còn tem. Chú Linh chú đá mở rèm, cô Vân cho phép anh em chuyện trò. Thôi thì đỡ đỡ phải lo, tôi ta bấm nút hẹn hò nha em. Có nhiều tâm tình là gửi hết cho bài thơ rồi đó. Rồi bên em trả lời đi Như. Cái vấn đề mà anh lên chương trình là do bản thân anh mong muốn hay là gia đình hay là đồng nghiệp thúc ép anh để đến với chương trình này? Trong mối quan hệ với phái nữ anh rất là ít. Dạ. Cho nên sau khi chia tay bạn gái đầu tiên á, anh khá là buồn. Sếp anh có khuyên bảo, anh dụ rồi đăng ký chương trình cho anh luôn. Khuyên bảo một thời gian thì anh thấy mình đã bắt đầu từ đầu. Dạ. Nãy em có nghe là anh quê Kiên Giang đúng không ạ? Ở huyện nào vậy anh ha? Dạ, Tân Hiệp ạ. Tân Hiệp, dạ em ở Vĩnh Thuận. Nên em nghĩ không biết là cái mong muốn định hướng sau này lâu dài của anh là sẽ phát triển ở Sài Gòn hay là ở như thế nào? Dạ, để nói thêm luôn, hiện tại là mình đã lên thành phố Hồ Chí Minh được 20 năm, sống được 15 năm. Dạ. Và 5 năm Bình Dương, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Nhà có 5 anh em thì đã gom góp tiền nhau mua được một mảnh đất, chia đều nhau. Hiện tại là mình đã có một mảnh đất, dự định sau Tết là mình sẽ xây nhà. Chúng ta quan điểm gì từ tình yêu đến hôn nhân gia đình mình phải làm sao để chăm sóc cái điều đó? Chúng ta trao đổi với nhau đi. Thì tại vì em cũng có định hướng là sau này muốn phát triển làm việc lâu dài ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những khu vực, những tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôn nhân thì anh chỉ mong là người con gái này hiếu thảo với cha mẹ. À dạ đúng rồi. Anh không cần gì thêm. Nói về quan điểm hôn nhân của em là em muốn một mối quan hệ là một, nghĩa là mình chỉ một mối quan hệ duy nhất với một người. Nếu tại thời điểm nào đó mình cảm thấy là không phù hợp nữa, có một mối quan hệ nào đó mình cảm thấy thích thú hơn thì mình dừng lại, chứ không phải là việc làm song song hai điều cùng một lúc. Yêu thì sao cũng được, nhưng mà khi mà đã ký tên vào đặt quyết định hôn nhân thì mình phải có trách nhiệm với điều đó, chứ không thể nào nói là thời điểm đó tôi cảm thấy không phù hợp nữa tôi dừng lại thì không được. Em nghĩ câu nói đó chỉ phù hợp khi yêu thôi, còn khi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm nữa. Đó cũng là ý của anh. Anh cứ muốn đây có một là mình phải là một cái chung thủy. Dạ. Khi đã không còn thì phải dứt khoát cho nhau. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thế này nè, con đứng lên con tiến tới, con nắm tay bạn gái để mình trao nhau cảm xúc, để xem cảm xúc các bạn lần đầu tiên nắm tay nhau như thế nào. Dạ. Không phải bắt tay. Nắm hai tay nhau, nắm chặt vào. Rồi nhìn nhau, không gian này không có ai cả, chỉ có hai đứa thôi đó. Dạ anh có tính hát tặng em bài hát nào không? Khả năng hát của anh thì hơi tệ, cho nên cho anh xin bỏ qua phần này. Có thể là khán phòng cũng bỏ đi luôn. Em với anh học nhau về vấn đề đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây. Nói rút ruột rút gan hết những tình cảm của mình. Bắt đầu. Anh chỉ hy vọng là em tôn trọng gia đình anh, tôn trọng người già. Đối với anh vậy là đủ. Em nghĩ vấn đề này cũng là suy nghĩ của em và bất kỳ mọi người nào. Nghĩa là khi đến với nhau thì ngoài đối tượng của mình thì người thân của họ cũng là một điều rất là quan trọng. Rồi, về vị trí. Rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút nè. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2
3. Rồi. Hết thời gian. Tôi nghe hai tiếng cạch rồi. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau đi. Chúc mừng hai sếp nha. Đạt được tâm nguyện nha. À, hãy nói điều gì với gia đình của hai bên và các sếp của mình đi, em trai. Con tưởng tượng nè con, giống như gia đình hai bên đang ngồi coi truyền hình đó. Con xin chào hai bác, bạn gái. Con xin phép được quen biết bạn. Nếu được quen biết thì con sẽ yêu thương bạn hết mình. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Yeah. À, xin phép bạn gái cho hôm cái hôm đầu tiên lên má luôn. Dạ, xin phép bạn gái cho. Trời ơi. Hồi hộp không con? Hồi hộp không? Hồi hộp ạ. Nụ hôn đầu của con. Trời ơi, trách nhiệm dễ sợ chưa, nụ hôn đầu đó. Đấy có nụ hôn đầu của con luôn. Trời ơi. Trời ơi, hai đứa nó đóng dấu cái cạch. Chúc hai em hạnh phúc. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây, hoa của con đây. Dạ, con cảm ơn cô. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay, hãy giữ lấy nụ hôn đầu đời ngày hôm nay để chúng ta làm hành trang cho một cuộc tình và sẽ đi đến cuối con đường. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Mai mốt mà đi tham gia vợ chồng son là nhớ nha. Có câu hỏi là nụ hôn đầu tiên của các bạn ở đâu? Là dạ, nhớ là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nghe không? Em là thích tìm hiểu và học hỏi và yêu thương gia đình. Siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi, không hút thuốc, không uống rượu. Cô là thích bàn tay ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về với miền Nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi, không có cha, thấy con một mình là cô đơn, thấy cũng tội lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò, cứ thế chúng ta tiến lên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào em anh Quyền Linh ạ. Dạ và chị Hồng Vân và các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngà Đào Nữ Hằng Nga, năm nay 30 tuổi, hiện em sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành nào? Dạ hiện nay em là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn viễn thông ạ. Em tên là gì? Hằng Nga. Dạ Hằng Nga Trung Hằng Hùng. Nga hả? Ừ. Dạ. Mời chú cụ giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn Hằng Nga. Em tên là Bòn Nhỏ, đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên kỹ thuật cho công ty bất động sản. Bòn Nhỏ hả? Dạ. Tên lạ vậy? Thì em xin giải thích là tại sao lại tên Bòn Nhỏ. Là vì ba em đi chiến dịch ở Campuchia. Tên Bòn, tiếng Campuchia có nghĩa là anh.
ba kỷ niệm cái chiến trường của mình nên đặt tên con là tên Bòn. Thì không những là có Bòn nhỏ mà có cả Bòn anh, Bòn em và Bòn mèo. Có Bòn Bon không? Bòn Bon. Bòn Bon chắc để nữa em cưới vợ về để em đặt con vợ con của em bị danh Bòn Bon cho nó chẳng bộ sưu tập. Bạn nữ nè, chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga cho biết cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Hằng Nga coi nào. Dạ, điểm mạnh của em á là thích tìm hiểu và học hỏi. Và nói chung là yêu thương gia đình. Trong cuộc sống nói chung là tự lập. Còn điểm yếu của em thì nhiều thứ thì em vẫn cố gắng học, nhưng vẫn còn nhiều thứ là cũng còn vụng về. Có nghĩa là em vẫn biết nấu ăn, nhưng mà có nghĩa là những cái thức ăn hàng ngày thôi. Nhưng còn những ví dụ như tỉ mỉ như là nấu ăn á, mà làm bánh thì em vẫn còn yếu kém. Chị đi cũng đâu biết làm bánh đâu. Dạ. Thôi nói tóm lại là mình biết nấu ăn là hay rồi. Chứ cái đó mình không có cho là điểm yếu của mình. Dạ. Nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì là em là người siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nhậu nhẹt. Về điểm yếu của em á, thì là em do tỉ mỉ quá cho nên làm nó hơi bị chậm. Em có thích hát không Bòn nhỏ? Dạ em thích hát lắm, em hát không hay nhưng mà em rất thích hát. Vậy hả? Hát dạ. Hài sung sung thôi. Sau đây thì em xin gửi đến bài hát là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương. Thiền ngày qua sông dòng họ mênh mông, bằng lòng đi em giữa mái tranh nghèo. Người quê chỉ có tấm lòng với chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đó qua tiếng trôi riêu riêu, dòng sông nước chảy riêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Dạ hết rồi ạ. Trời ơi, không hết ngay hết ngược vậy đó. Bên nhà nữ mình đáp lại liền. Trời ơi. Dạ chào anh. Gái nhỏ xíu dễ thương dễ sợ luôn. Là Hằng Nga mà. Hằng Nga đúng luôn. Chào cưng, Bòn nhỏ. Bòn nhỏ, mình có mấy mối tình rồi Bòn nhỏ? Ừ đúng rồi đó. Dạ. Nói đi Bòn nhỏ. Em tổng cộng thì có 3 mối tình. Rồi, tổng cộng luôn đó hả? Dạ, 2 mối tình thì chính thức và 1 mối tình là yêu đơn phương. Mối tình đầu tiên thì là kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ hai thì nửa năm. Còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nói nên cô ấy đi lấy chồng rồi. Yêu lâu, đơn phương trong bao lâu? Yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ. Trời đất ơi. Em không nói là sao? Chi mà hy sinh cả tuổi xuân vậy trời. Tại vì em lại lo là khi nói ra thì mất luôn cả tình bạn nữa. Vậy là hai đứa là bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi em đơn phương người ta mà em sợ đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, Linh, ông bạn thân tôi đừng nói đơn phương tôi nha. Để con suy nghĩ lại coi. Rồi, còn mình thì sao nè cưng? Hằng Nga, có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Dạ, một mối tình là lúc đầu thì em yêu xa. Dạ, tại vì lúc đó em cũng đang ở Buôn Mê Thuột và anh đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng là cũng khoảng cách nên 1 năm bọn em chỉ gặp nhau, dành thời gian rất là ít. Và công việc của anh thì anh cũng nói lúc nào anh cũng bận hết. Thì em thấy một thời gian dài thì anh cũng kêu em là chờ ảnh, thì em cũng chờ. Trong 7 năm đó thì em cảm thấy tình cảm lần lần á. Mình thì vẫn là đi, thương, đúng không? Dạ, nhạt đi rất là nhiều. Còn mối tình thứ hai thì hơn 1 năm và em cũng mong muốn là sẽ tiến tới xa hơn, nhưng mà vì ảnh có những cái tật xấu mà không thể nào mà thay đổi được ạ. Như là ghen là. Với cái hiện tại em mong muốn cái người yêu của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn người yêu của em á, thì thứ nhất là anh phải tôn trọng ở em và đặc biệt là gia đình mà như là mẹ của em. Tại vì nói chung là em thích một người con trai vừa có thể là có chí cầu tiến, nhưng mà đặc biệt là anh phải quan tâm về gia đình. Và cái thứ hai nữa là em mong muốn một người á, là không có những cái thú vui như là cờ bạc á. Tứ đổ tường. Dạ đúng rồi. Rồi. Và thứ hai nữa là vô tâm.
Và thứ ba nữa là giống như là thích như là chơi game hay là gì đó chị. Có những cái đam mê, dạ, mà đam mê ngoài mà vợ gọi là, đúng không? Đúng rồi, dạ, ngoài vợ. Rồi thì cái em có đòi hỏi ở tóc tai, rồi da dẻ, rồi chiều cao như thế nào không? Dạ, em thì thích một chàng trai thì trên 1m7. Nói chung da thì con trai thì có thể trắng hoặc là ngâm thì cũng không sao. Nhưng quan trọng của anh thì tính cách, ngoại hình phải ưa nhìn. Chung vậy nhìn và cảm thấy mình thân thiện á. Khi mà nhìn vào á, cảm thấy trong mình cảm giác được an toàn. Bây giờ nhà trai muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m50 trở lên. Cân nặng thì 45kg trở lên. Khuôn mặt thì nhìn nó phúc hậu một chút. Thì có thể thí dụ như là vuông vuông, tròn tròn hay gì đó. Về tính cách thì cô ấy sống giản dị, cô ấy hòa đồng, vui vẻ, quan tâm mọi người, không rượu chè cờ bạc rồi thứ đối tượng đó là không có luôn á. Dạ đúng rồi. Nhỏ nhỏ nó tả phụ nữ anh thấy cũng khủng hoảng quá. Mặt vuông vuông còn còn, nó vuông còn còn đó. Rồi tứ đối tượng hồi nãy giờ bên Hằng Nga bên đây nói về những cái yêu cầu về bạn nam á, thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy em có khoảng 60-70%. 60-70% phải không? Dạ. Rồi thôi, để chút xíu hai bạn tự gặp nhau ha. Hằng Nga bên kia là dễ thương lắm, không có những cái gì mà nãy em nói đâu. Dạ. Gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Dạ. Hôm nay em đi với ai vậy, bọn nhỏ? Dạ em đi với ba, mẹ, với anh trai. Chào chú, chào cô. Tôi cũng thay mặt gia đình bên ba của bọn nhỏ trước thì kính thưa ban tổ chức và quý anh chị lớn tuổi và bên cạnh các em, các cháu, thì trong đời tôi chỉ có mới thấy hôm nay là ngày vui nhất của tôi, đó là được Quyền Linh rồi Hồng Vân đây mới làm là cái tạo điều kiện cho tôi chọn con dâu thứ tư đó. Nhưng mà qua trao đổi thì thấy em tôi hết sức là hài lòng. Thôi có những đổi lời cuối cùng kính chúc Quyền Linh với Hồng Vân và trong toàn bộ chị em trong khán phòng dồi dào sức khỏe và đón mừng chân đôi cặp hạnh phúc hôm nay dồi dào. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú. Thôi, em gái. Rồi, đi em gái. Thằng Nam đây đi. Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em và các bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Dạ. Rồi, chào cô. Thưa anh chú Kiền Linh và cô Hồng Vân, tôi tới đây là tôi cũng mê hẹn hò. Cái để đêm thì tôi cũng xúc con tôi đi tham gia bạn muốn hẹn hò để kiếm một bạn là đi tới tương lai. Mà cho tôi hỏi một cái là đi tới tương lai đừng có giống như mẹ Nga là đi nửa đoạn đường mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn thấy cũng tội lắm. Người ta có cha mà con không có cha cũng tội lắm. Mà quê cô á là Đắk Lắk mà sao mà cô lại thích bạn trai ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về với miền Nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi mà xa quá là chứ không phải là không. Dạ, nói vậy nè cô, hai cái hồ sơ đó nó hợp về tính tình, hợp về yêu cầu, hợp này kia, còn cái những cái điều kiện địa lý á thì tụi con không thể nào mà có thể đáp ứng nhu cầu được. Bạn Hằng Nga này với bạn bọn nhỏ này đó, về tất cả những cái yêu cầu về sở thích, về những cái điều không thích, tụi con ghép gần như là 70-80% là hợp lý nhau. Tụi con mới ghép lại cô ạ. Khó tìm được hồ sơ mà ghép chung với tỉnh luôn. Nếu mà cùng tỉnh á, thì nó không hợp lý với những thứ kia. Thành ra là cô thông cảm. Bởi vì tìm một cái hồ sơ thế này tụi con phải mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà hai bạn đều đang ở Sài Gòn mà, hai bạn đều làm việc ở Sài Gòn mà, cái đó là cái quan trọng nhất. Với là tôi thích đó, là một bạn trai á là phải biết người lớn và thương vợ thương con, với lo ăn lo làm, thương yêu nhau thì tìm hiểu nhau thì do hai đứa, chứ còn cô thì chỉ có ý kiến từng đó thôi. Cảm ơn mẹ. Chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Hằng Nga xinh lắm đó, bọn nhỏ. Đó, cố gắng lên nào, tấn công. Xin con quà. Dạ em chào anh ạ. Dạ em có món quà gửi anh ạ. Em cảm ơn anh. Sao con tặng xương rồng vậy Hằng Nga? Ý nghĩa của xương rồng thì nói chung là bên ngoài thì gai góc nhưng mà giàu tình cảm và sự chung thủy, nên con cũng mong muốn tình cảm của con, tình yêu của con
thì cũng như vậy ạ. Anh thì anh tặng em một quyển sách và một đặc sản của Bến Tre. Quyển sách thì nói là hãy sống cuộc đời như bạn muốn. Thông điệp anh gửi đến cho em là em hãy sống cuộc đời như em muốn, đừng sống theo sự muốn của người khác vậy đó. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Dạ. Hai người quay mặt đối diện trò chuyện với nhau đi. Mấy chục năm ta chưa gặp nhau đó. Thì em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng dễ thương ạ. Dạ. Anh thấy em thì cũng dễ thương, dễ nhìn. Dạ. Thì nếu mà hai đứa mình hợp nhau á, em tính là chừng nào thì mình đám cưới vậy đó. Dạ, cái đó là theo sự tình cảm của hai người thôi ạ. Nếu mà cảm thấy hợp đủ hiểu nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Dạ. Thì hiện tại bây giờ là em sống với mẹ hả? Rồi có đứa em nào không? Dạ không, mà em là con một anh. Con một trong nhà luôn hả? Nếu mà ví dụ hai người tiến tới á, em có thể sống mực với mẹ em hay không? Anh thì dễ lắm, em muốn sống bên anh cũng được, mà muốn anh sống bên em cũng được. Anh dễ lắm. Dạ. Bên nào anh sống cũng được hết. Ở đâu có em là được. Ở đâu có em thì ở đó có anh. Cho em hỏi một xíu là em biết là anh có gia trưởng hay không ạ? Anh hả? Anh không gia trưởng. Anh anh có so đo tính toán phụ nữ không? Không, anh không so đo tính toán phụ nữ đâu. Phụ nữ là để yêu mà, chứ đâu phải để so đo tính toán, phải không? Dạ. Thì em cũng mong muốn là, tại vì cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng. Tại đúng vì rồi. Cuộc sống thì cũng có những khó khăn này, hoặc là có những mâu thuẫn, thì theo anh á, thì lúc đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Thì mâu thuẫn thì đương nhiên là phải có. Giải quyết thì là anh với em ngồi lại bàn bạc, trao đổi với nhau với tinh thần gọi là chia sẻ với nhau, chứ đó là cách giải quyết của anh. Không biết là em giải quyết sao, có cách giải quyết mới không? Dạ, thì nói chung là em cũng hỏi anh luôn là nếu trong anh có thường nóng tính hay không. Anh nguội tính lắm. Dạ. Ai gặp anh cũng nói anh hiền á. Dạ, em không biết là anh có tôn trọng được sở thích của bạn gái hay không ạ? Cái đó thì quá tôn trọng rồi, tại vì trước khi bạn gái thích những cái điều đó gì đó khác lạ với mình, đó là điều tốt thôi. Dạ, ví dụ như là ăn mặc này kia là anh có kiểm soát hay không? Không, ăn mặc anh không kiểm soát. Ăn bạn làm sao, thứ nhất là cho nó gọn gàng, sạch sẽ. Dạ. Rồi nó phù hợp với bản thân mình, với hoàn cảnh của mình là được. Dạ. Anh có hay ghen không ạ? Anh hả? Nói chung là chỉ có chút xíu thôi, chứ không gọi là chút xíu là bao nhiêu anh, bao nhiêu phần trăm anh? Chút xíu là như là cái hành vi của người phụ nữ nó quá trớn đi. Thí dụ như là cô ấy là vợ mình, nhưng mà cô ấy lại cặp cổ hay gì đó một chàng trai khác hay gì hôn gì, cái đó điều đó là mình nó quá mức của mình, là bắt buộc mình phải ghen, chứ không phải mình ghen cái vô lý nghe. Nói chung cũng có ghen chút xíu, ý anh nói chút xíu là vậy. Có kiểm soát điện thoại rồi này cái nọ của bạn gái không? Không kiểm soát điện thoại đâu, tại vì điện thoại của em thì có công việc này kia, mình yêu nhau thì mình tin tưởng lẫn nhau. Tại vì em cũng quan trọng là sự tin tưởng, kể đúng cả rồi. Trong cuộc sống hôn nhân và tình cảm, nếu mà thật sự mà nếu mình không đủ tin tưởng lẫn nhau á, thì tốt nhất là mình nên nói thẳng. Lúc đầu thì em cũng thích con trai là nói ít và làm nhiều, chứ em cũng không thích hứa. Tại vì nếu mà hứa mà không làm được thì tốt nhất là mình không nên hứa điều gì cả. Dạ. Rồi, mình hát tặng nhau một đúng bài rồi. Xong đó mình tiến hành bấm nút nào. Bước tới đi bọn nhỏ. Đó. Mà... Bỏ nắm tay, truyền cảm xúc, hai tay luôn. Hai tay luôn. Từ lúc anh quen biết em, thế giới như đang ngừng lại. Cuộc đời này chỉ riêng mình em thôi. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Hát, hát. Bọn nhỏ. Dạ. Em hãy rút ruột, rút gan của mình ra, nói những cái gì đó, suy nghĩ về người đối diện đi. Anh thấy em là một cô gái dễ thương, có những cái tố chất mà anh đang cần tìm. Thì hôm nay mình đến với nhau á, cũng là một cái duyên. Thì em hãy trao cho anh một cơ hội, cũng như là em tự trao cho mình một cơ hội. Dạ, em suy nghĩ. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi được rồi, hai đứa về ghế đi. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Kiểm tra lại con tim một lần nữa. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Tim mình mách bảo thế nào mình làm như thế. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Lý do tại sao em không bấm? Dạ, nói như lúc đầu em đã nói là nói chung anh rất là tốt, nhưng mà trái tim em thật sự là chưa cảm thấy nhận được á.
sự rung động. Nên em cũng chưa bấm như anh Linh nói là mình phải theo tiếng nói của con tim, chứ không phải lên đây là bấm để cho là vui hay là kết bạn. Chính xác là như vậy. Dù sao thì cũng trân trọng những quyết định của các bạn. Mỗi người chúng ta sẽ tìm cho một nửa mảnh ghép của mình đúng với điều đó. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Dạ. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cố gắng lên nha. Mọi người chúng ta sẽ tìm được một nửa thương của mình. Đừng lo lắng gì điều cả. Chúng ta cứ đi tìm và biết đâu chúng ta ở tại chỗ, nửa mảnh ghép đó cũng sẽ đến gần với chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Nếu chúng ta xem lại chương trình, quý vị có thể vào cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe quý vị nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em thích con gái đẹp không? Dạ, thích chứ. Em thích đẹp. Đẹp, đẹp chị. Hãy dẫn gái cao, cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè. Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 dạ, dần sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Dạ. Bên cạnh đó anh cũng có tặng em món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó rớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vi bả tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó rớt bạc. Quý vị đón xem vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.